Con đấy ông lão với bà lão đâu có ăn nhiều đâu. Đúng rồi. Bữa nào có tiền thì mua được con cá rô phi, cái mua lợn dao cái rồi ấy, còn bữa nào mà không có ế gì thì trao với tương gòn rồi đó, ăn lạc nhiều lắm con ơi. Đấy. Con này bán giá vốn đi, 7-8 ngàn. Tại héo rồi. Em ăn con quá đi, bà mừng lắm. Con này 15 ngàn, bà lấy vốn nhiêu? Bà lấy vốn 12, 2 vốn. Rồi bán con 11.500, lỗ 500. Bán luôn con. Bán không? Bán luôn hết trơn, cộng luôn đi, mua đi. Chơi lỗ ít, thà là lỗ ít còn hơn là đi buôn mà lỗ nhiều ha bà. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ có đang có mặt tại một cái khu chợ của miền Tây, một cái khu chợ khá là nổi tiếng ngay tại tỉnh Hậu Giang, đó là chợ Ngã Bảy thuộc huyện Phụng Hiệp của tỉnh Hậu Giang. Và ngày hôm nay có dịp về đây thì Bùi Hồ sẽ chia sẻ lại cái hoàn cảnh của một bà cụ hơn 70 tuổi, hàng ngày vẫn ngồi bán rau lội bộ từ 1 giờ khuya bán cho đến 12 giờ trưa, và đến đây để gieo thay mặt Mạnh Thường Quân để gieo duyên cho cái hoàn cảnh của bà, cũng như là thăm lại cái cuộc sống của một người cụ đang ngồi bán rau tại ngay khu chợ này nha cô bác anh chị. Cái này là gì vậy? Gì? Rau mát. Này là rau muống. Này là bắp chuối. Còn này ngày bán được nhiêu tiền? 50 ngàn. Thôi em cảm ơn chị. Chiếc xe đạp. Nay thì Bùi Hồ cũng có mặt tại chợ Ngã Bảy, và hình ảnh phía trước cô bác quý anh chị đó là một cái người, một cái bà cụ bán rau, có hai trái dừa vẫn chưa bán xong này cô bác quý anh chị. Và Bùi Hồ muốn ghé lại đây thay mặt cho Mạnh Thường Quân dấu tên để trao cho bà một ít chi phí để bà có thể xài Tết ha. Bây giờ nhìn cái ý tướng bà ngồi thì rất là buồn luôn và thấy rất là tội ha. Nhưng mà đối với bà cụ này thì được ra chợ là một cái niềm vui. Bây giờ sẽ ghé vào đây để hỏi thăm bà ha. Con chào bà. Dạ. Bà nhớ con không? Dạ. Bà biết con tên gì không? Không, bà không biết. Không hả? Dạ. Hôm nay bán được không bà? Không được con ơi, chậm quá. Ủa hai trái dừa bán chưa xong nữa hả? Chưa, bưng đi bưng về cũng mỏi tay muốn chết con ơi. Bưng đi bưng về mỏi tay muốn chết. Mấy cây số đó. Dạ. Hay gắn là cái gì vậy? Cây mít. Để đúng âm bà nói chuyện thôi. Dạ. Bà năm nay là bà bao nhiêu ở Công Quân? Tuổi thìn 72 đó, còn 72. Có mấy ngày nữa. Tết bà chuẩn bị gì cho Tết chưa? Mà có mua cái gì ở đâu bán mót tiền mua mâm cơm cúng ông bà mà ế quá con ơi, không ai mua. Hồi sáng giờ bán được nhiêu bà? Sáng mai giờ có bán được gì đâu, đồ còn y nguyên, bán được có một trái bầu này. Được nhiêu cái trời từ bữa con tới nay còn y nguyên héo hết trơn. Cái trời mấy ngày rồi đó hả? Ừ, cái trời đó mấy ngày này mới mua chưa bán được lọn nào hết trơn. Ngồi sáng mấy giờ bà đi chợ? 1 giờ khuya bà đi ra tới đây rồi. 1 giờ khuya đi tới đây rồi? Dạ. Ủa sao đi sớm vậy? Đi sớm đang dành chỗ ngồi vậy, để nó ngồi dưới chỗ này tránh quyền sắp cho bà ngồi nè, rồi mấy người kia lại cái gì ta ngồi bà không có ngồi được. Bà lấy cái bao đó đó bà lấy cho cái thùng đó, cái bà chải đây, cái người ta thấy bà ngồi người ta không ấy thôi, người ta lại chỗ trống người ta ngồi. Sáng 1 giờ khuya đi sớm để dành chỗ. Dạ. Để thôi người ta chiếm chỗ của mình. Hai trái dừa kia vẫn còn kìa. Còn hoài con ơi bán. Sáng mai giờ mua có nhiêu đồ mà bán. Mấy bó quần súng mà mua ngày qua nay còn y nguyên thúi hết trơn, cắt khúc đó. Chặt bỏ luôn rồi. Không biết nó cũ. Lọn vậy nhiêu bà? Bà bán lọn 5 ngàn mà bà mua 1 ký 15 nữa. Bán được mới có 1 lọn 1. Là được 20 ngàn nhưng mà bây giờ nó hư rồi. Hư rồi. Cái này là cải trời hôm trước bà gặp con đấy hả? Cải trời á là bà gặp con cả cái đó đó còn y nguyên, không ai mua 3 ngày rồi đó. Còn này nhiêu bó bà? Bó bà bán 10 ngàn mà mua 200 gram thì 8 ngàn rồi. Rồi bà phân 200 gram mà bán 10 ngàn, 200 gram là có 2 đồng mà. Bây giờ nó vốn trong đó 8 ngàn rồi đó, 200 gram đó. Vốn này hết 8 ngàn, nó bán bó này 3 ngàn. Có 2 đồng nè, con thảy lên đi, 200 gram. 200 gram là 2, cục này là 2 ngàn hả? Cục 40 ngàn ký, 200 gram 8 ngàn mà bán 10 ngàn. Cục này bà bán nhiêu 10 ngàn? 10 ngàn lại có 2 đồng bán không được. Lấy 8 ngàn rồi, bán 10 ngàn, 2 ngàn thôi. Bán không được, con ơi từ bữa con tới nay còn nguyên. Bán đồ bán chậm. Bán gì mấy giờ bà mới đi về? Bà về tới nhà là 3 giờ chiều. 3 giờ chiều? 12 giờ rưỡi 1 giờ mấy còn ngồi cột điện đó.
Và lội bộ về hả? Lội bộ về không cái mà sáng giờ bà bán được nhiêu rồi? Sáng mới giờ bà bán đâu chừng vài chục ngàn này mua tự mơ giờ còn y nguyên qua nay cũ rồi chưa bán được lợn nào nè. 20 ngàn ký mà héo hết trơn. Bó gì bà bán nhiêu tiền? Quá bán có 3 đồng. 3 ngàn. Cũng 20 ngàn ký. Quá 3 đồng. Bà phân ra được mấy bó? Không biết nữa bà phân đại mà héo hết trơn rồi nè. Cũ rồi bán bữa nay không được là bỏ luôn. Bán nay không được nữa bỏ luôn rồi. Chứ lỗ rồi con ơi. Mua cái gì bán không có lời. Con thấy mấy người ta mua đồ ngon người ta ăn không nè. Ta gặp đồ bà cụ ta không có mua. Con hỏi lại nè, hồi sáng giờ cụ bán được nhiêu rồi? Bà không biết bán được nhiêu, xong rồi giờ có bán được cái gì đâu. Đâu cho con xem túi tiền với. Được bó rau găm, túi tiền mà đem theo mua gạo ăn. Gạo ăn có nhiều nè. Rớt 2 ngàn. Rớt 2 ngàn. Đó mua gạo ăn bớt tiền nhỏ không à. Mua 5 ký đô gạo đó. Có nhiều tiền đâu đó. 10 ngàn. Tiền nhỏ không à. Cái này chắc cũng 50-60 ngàn vậy. Tiền vốn vô chổng nữa bà sắp nè. Đó nè. Sao bà không sắp cho nó đàng hoàng lại cho bà sắp kẹp chỗ này. Kệ đi vậy đó đi con ơi. 10 ngàn nè. 20 ngàn nè. Tiền vốn vô chậm cái này tiền vốn 25 nè. Tiền vốn còn qua còn nè. Tiền vốn đâu, tiền vốn đâu. Tiền vốn nè, qua còn nè. Vốn được có 30 ngàn hả? Mua đồ hết rồi. Mua đồ hết vốn hết nhiêu? Mua đồ hết nhan đâu cỡ chừng 9 mấy ngàn. 9 mấy ngàn. Vậy là vốn đi buôn của bà là được nhiêu? Bà thường thường bà đem chừng 120-130 trở lại chứ đâu có giống nhiều đâu. Bữa nào bán mua ăn hết bữa nay. Nếu con đấy ông lão với bà lão đâu có ăn nhiều đâu. Đúng rồi. Bữa nào có tiền thì mua được. Con cá rô phi cái mua lợn rau cái rồi ấy. Còn bữa nào bà không có ế gì thì trao với tương gọi rồi đó. Ăn lạc nhiều lắm con ơi. Ít có ăn mặn lắm. Ông lão cũng vậy. Ông lão 74 tuổi rồi. Ông đi mặn cỏ mướn mụn con mắt. Không biết không bây giờ còn có con mà thần kinh mổ không được. Rồi bà bán gì nè mua thuốc ổng uống mỗi ngày ổng mổ rồi cái ổng quay quay ổng chóng mặt hoài ổng chóng là ổng nằm xuống hồi 5 phút 10 phút ổng mới ngồi. Con bà đâu? Con bà hai đứa nó ở Bình Dương nó có về ở đâu mình còn mướn ở bà có điện thoại không? Bà đâu có biết xài điện thoại. Nhà bà gần đây không? Cha lắm tuốt ở trong ruộng cái đường chùa Giác Long ấy không biết chùa Giác Long không cha tuốt trong ruộng mà lỡ bỏ ra rồi đi bộ lần lần mà bạn đi thì đi nó nhẹ nhàng không có gì bạn về có khi ế cái đi hồi cái nghỉ đi nặng hồi nghỉ mà mua cái này hồi nữa có khi bà bán rau được bưng về nhẹ lắm bỏ trong cái vỏ nhưng mà giác cái này cũng nặng cho bà hả? Không có nặng của bà có nhiêu đây hả rau được nhẹ hồi nữa này nè thao này bà cầm hả thao này hồi nữa bà bán cái chưa bán hết được mai gì chưa bán được cái nào chứ mua có 3 ký đường mốt à. Mướp thì cũng ngon á, mướp này làm xào mướp ăn là ngon á. Ngon mà người ta không mua, con thấy người ta mua được không mua nè. Rau này là từ năm mấy rồi? Trời lâu lắm rồi đó. Bà nói là bà bán bao nhiêu năm rồi con quên rồi. Bà bán lâu rồi, bà bán đâu cũng cái chục năm rồi đó. Đâu cho con mượn bàn tay bà chứ hả? Dạ, sao tay. Mà nói vậy vậy? Bà đi mần mướn rồi cỏ ra, hồi này kia nó thúi mà không. Nhất người ta mua thuốc cho bà sức mà bà sức không có đau. Bà 72 rồi. Tết này 72 tuổi thìn. Tết này 72. Nhiều còn có nhiều ngày nữa à. 10 ngày nữa. Rồi bán khi nào nghỉ bà? Bán đến khi nào? Bà bán chắc cũng không lâu mấy đứa đó, con nó đâu có cho mà không có tiền nó đâu có cho tiền về đâu phải đi bán kiếm mua ăn mỗi ngày. Nhưng mà Tết này bà là bán. Bà nghỉ bà Tết này chắc bà nghỉ bán ít bữa rồi người ta đăng lô đây rồi bữa nay 21 rồi. Bán vài bữa nữa thôi là nghỉ. Người ta đăng lô hết trơn rồi mấy người cho nói đăng dài dài mình đâu. Sao bà không đăng? Tiền đâu 2 triệu một lô còn con đây. Không có tiền đăng lô. Tiền đâu đăng. Bà muốn đăng lô không? Thôi bà không có người ta bán mình bán không bằng ta con à thiệt nó thiệt con 2 triệu đô đâu có tiền đâu bán đặt đúng không? Bán cái mà bán cũng không có lời nữa đúng không? Không có lời. Nhưng mà ngày góp nhiêu, ngày góp chợ nhiêu? Thì nó không có góp, nó đăng lô rồi bán rồi nó không có góp đó. May luôn đó. Vậy thôi. Mấy ngày mấy ngày bà? Chắc bữa 25 bữa nay 21 rồi tới bữa mùng 6 đó là nó thôi đó. Mùng 6 Tết là mấy ông làm việc quản lý được rồi là nó trả lại cho dân. Dân cái bản đó là dân bán không có góp gì trơn, dân nghèo bán gì hả?
rồi mấy người kia đăng là vậy đó con. Bà bán như thế này là mười mấy năm mà sao sạp bà nhỏ xíu xíu vậy? Bà đâu, nó mới có cho vô đây đâu, hôm nay chừng tháng à. Bà bưng hạt gông, hạt gạo ý không, bà đâu có bưng nhiều. Bưng món hai món à, còn này mới cho vô đây mới mua được nhiều đồ ngồi và nhiều, bưng thì đâu có nổi. Đó, nó con thương, bưng đi dài dài vậy đó. Theo bán bữa nào em. Bán hết này tổng cộng hết cái chi phí này là bà lời khoảng nhiêu? Dạ bà. Đây kênh, đây có bà luôn đúng không? Rau muống, cải, dừa, một nải chuối, một bắp chuối. Nải chuối đó. 3-4 ngày rồi, nải chuối dòng mua sống nhăn mà bán tới chín luôn. Mua một quầy đó. Dạ. 3-4 ngày rồi. Năm cách. Rau găm. Cái này là rau ôm. Một... Dạ. Rau ôm. Rau ôm. Cắt lại đó. Hai. Này là cải trời. Hai bó cải trời chưa có mua được, cầm bà chưa bán. Đậu cái đó bữa gặp con tới nay còn mấy đoạn còn gặp con xui. Ở này là ba chứ bào chưa bán được trái nào chưa. Mướp. Này là bông cù sống. Ngày qua đó. Và đây là cù nèo hay còn gọi là cù nèo này, cứ bà kêu bà cho này xong mời nè. Và thậm chí đằng sau này có bồ ngót nữa. Bồ ngót của người ta. Đây là cái vỏ sạch bà quải đấy đúng không? Bà dồn đồ, vô đây. Ở này gì nữa? Rau ôm đó. À, rau ôm nữa. Có nhiều tiền đâu, có nhiều còn có tiền. Bán tổng cộng hết này là nhiêu? Cô mua cho bà về sớm. Bà cũng không biết. 50.000. Con mua hết là bà về sớm bà mừng đó thì. 50.000 bán không? Bà không biết nhiều. Thì bây giờ bà tính cái có 8.000, 9.000 mua hết 50.000. Cái đó lận đó thì 8.000 tiền vốn rồi. 8.432.000 đúng không? À. 32.000 là nhiêu? 5 bó cái đó hả? Cái này bà mua 12.000 và bán 15.000. 15.000 là 30.000. 15.000 bó. Hai cái bó là 30.000. Ừ. 30.000 dưới này 32 62 ngàn. Ôi nhiêu đây là không sạch luôn rồi. Còn lại nhiêu trái? Trái 10.000. 10.000 là 30.000 nữa. Là 80.000. Cái này. Cái đó người ta cho đó. Cho bà bán nhiêu? Bà không có bán được thì tính tiền đâu, phải đem về luộc ăn. Hả? Đem về luộc ăn cái này chứ xấu. Chứ tao mua có bán không? Ai mua? Bà bán với bà không có chở lên. Không biết đâu đúng không? Hỏi con nhỏ đó đi nhà sai với lắm lợi không? Bí đào. Bí đào á, còn có trái đó. Trái đó bán mua không 2 kg bán bữa gặp con tới nay. Đài có mấy thằng mặt vàng. Mỗi ngày nào bà đi bán gì từ 1 giờ khuya nè rồi đến 12 giờ trưa, thậm chí là lao động cho một ngày như thế bà làm khoảng 50-60 ngàn rồi. Rồi còn đây không đi chợ bà có buồn không? Không đi chợ lấy gì có tiền. Hỏi nó đi, nó kêu nghỉ đi kìa nó đó. Chị làm em là con hả? Không có, cháu đi bán chung với nhau, bọn bán với nhau, kêu nghỉ bà Năm ơi. Bà đi gì tới khuya, có bữa dành chỗ cho nó ngồi nữa. Nó ra chợ. Nó bán rau đồ vườn mày bạ nó thế thương đó. Tội nghiệp quá chị. Tưởng nghiệp nó thương lắm, nó kêu bà Năm nghỉ có bánh nó rồi cũng sáng cho giờ bà ăn gì chưa? Có ăn cái gì đâu con ơi. Sao vậy? Hả? Không, có bữa nó mua bánh mì rồi nó cơn ổ. Ừ, bữa không hay rồi. Nhìn đói thì chưa. Nói bụng rồi sao? Nhìn đói thì chưa à mà không ai. Tiết kiệm hay là tại ăn không được? Không có ăn không được, bán không được buồn quá con ơi. Gậu ăn cái gì, có 5 bạc nước mà. Không có muốn, nước ra nhắc kia gì. Trời ơi, trời ơi. Bà thứ mấy? Bà thứ tư rồi. Thứ tư, bà tư thì bà tin gì, bà tư gì? Bà tư bán gầu. Bà tư bán gầu. Đem bán nhà. Nó kêu nghỉ đi nhỏ này nè. Cái nón lá nè. Bà tư lột nón lá ra cho mọi người thấy, gõ bà tư đi. Nè. Bà tư bán gầu. Bà tư bán gầu. Rồi thôi đội vô đi, đợi nắng đó. Nắng. Cái nón lá này được nhiêu năm rồi? Nón lá này bữa hổm đi dọc đường lượm đòi. Lượm hả? Vì chứ người ta bỏ rồi lượm nón kêu gách dục rồi. Sao mua lượm? Cái nón 40-50 ngàn bán bữa làm gì có tiền mua. Hỏi nó, nó mua cái nón 30-40 ngàn. Nón này là 30-40 ngàn được hả chị? Ừ, mắc lắm. Mắc lắm. Rẻ đâu con ơi. Vậy là bà bán hết bao nhiêu chùm này là bà mới mua được cái nón lá. Đúng không? Vậy cái gì nữa? Mà bán ra được thì mừng con ơi, ba này ế ngày qua nay rụng đầu rụng đuôi hết trơn vậy nè. Bán không được á, rụng hết trơn, nó đầy cuốn dài vậy mà cắt cái mơ giờ thúi hết trơn rồi nè. Rụng hết trơn rồi đó con. Bà Tư bán dầu. Tư bán dầu. Nhưng mà bà không bán hết hả cho con hả? Bán mua nhiêu đây? 50 ngàn. Mua hết đi, bà bán mà mừng dữ lắm. 50 ngàn mừng không?
Mừng, nhiêu cũng mừng chứ. Bó này là nhiêu, bó bông súng này là nhiêu? Bó bông súng này là bán 5,000. Và bán được, có bán được ở đâu, bán hôm qua có một bó à, còn 12,000 nữa mới đủ vốn nè. Bó này 5,000. Là được 3 đồng. Bán 4,5 thôi. Bán 4,5 bán không kìa. Bán luôn cho con luôn đi. Rồi, bán 4,5 nha. Được không? Hỏi nó đi đó. Mà bán bà bán không của bà mà? Bán cho con. Bán hết đi. Bố, con này. Con này bán giá vốn đi. Bán 8,000. Tại héo rồi. Em làm con quá hết đi, bà mừng lắm. Con này 15,000, bà lấy vốn nhiêu? Bà lấy vốn 12,2. Rồi bán con 11,500, lỗ 500. Bán luôn con. Bán không? Bán luôn hết trơn, cộng luôn đi, mua đi. Chơi lỗ ít, thà là lỗ ít còn hơn là đi buôn mà lỗ nhiều ha bà. Từ từ. Nè, rau găm nè, mua 22,000 ký nè, bán chưa được bó nào nè. Đó, lỗ dục rồi đó. Ký rau găm dục trơn, ngày bữa nay bán không được là dục nè, tiền nấu trơn. Dục ơi, một bó là 2,000 dục ơi, dục tiền luôn ơi. Bán không được con. Kìa có người mua kìa bà. Rau đi con, tiếp dùm, cảm ơn con. Bà ơi ngon tí rồi bà, ăn sao? Bó 5,000 có mấy bó này. Vậy cho con gái mua đồ vô mắt thâu găm 15,000 ký đó con, cân vô không có nữa. Mua tiếp bà cụ đi, bà cụ bà khổ lắm. Đi mua tiếp, mày không chịu mua. Đừng thấy bà vậy mà sai lầm. Bà chọc mấy đứa này, nó chọc nó thương lắm cô, không có đứa nào ghét hết trơn. Không có đứa nào ghét nữa. Hôm nay á con đến đây con không phải là để mua rau của bà, mà con đến đây con có duyên với bà, con gặp bà đó. Thầy ba cũng biết bà bán mua cho bà đi, bà mừng lắm. Không, nhưng mà con mua cho mua bà, nhưng mà con tặng cho bà một, thay mặt Thanh Quân tặng cho bà 1,000,000. Để bà dùng ăn tết, còn khi bà bán cho người khác nha. Vậy đó hả? Dạ, một cô giấu tên ở Mỹ gửi cho bà 1,000,000. Vậy đó hả? Vậy là cảm ơn con nhiều lắm. Dạ, mừng lắm, mừng không? Mừng, ông bệnh hoài con ơi, ông bệnh. Rồi, cái này là phần một chai dầu mẹ của Mỹ á, gửi cho bà xin mỗi khi giúp đổi của chú Ken Vinh Trần ở Mỹ. Vậy đó hả? Dạ. Vậy bà cảm ơn cái cô đó giữ trời lắm nha. Dạ. Cảm ơn cô đã giữ dưới đó. Cô giấu tên ở Mỹ với lại một cái chú Ken Vinh Trần ở Mỹ tặng cho bà. Vậy là bà cảm ơn, bà gửi lời cảm ơn con. Mà Phật trời độ cho bà mạnh giỏi, bà đi bán hoài bà không có đau cái gì chứ con ơi. Không có đau bệnh, không có gì chứ. Nói thiệt cái con thương vậy đó, Phật trời độ cho bà ăn chay ăn lạc cũng một tháng cũng nhiều ngày à. Bà ít ăn mặn lắm, không có tiền rồi mua rau đồ chấm nước tương, ông với bà ăn chút cơm như rồi đó. Không có ăn nhiều, ăn đâu có nhiều ở đâu mà. Bà giữ tiền cho cẩn thận nha. Vậy dạ, cảm ơn con cắt nhiều. Cắt vô nha bà. Vậy cắt vô. Mừng quá con ơi. Nè, cắt vô, cắt kỹ vô. Cho chơi dầu bà đó hả? Dạ. Tiền kìa. Hồi hôm kia bà bán đó. Cái con biết cái cô kia của loại của vụ bà có mua hết 45,000 có trả đâu, hỏi cô bán cá rồi bữa nay hơn một tuần rồi đó là không có trả được đó. Cắt kỹ cho chừng mất. Rồi cắt kỹ. Kỹ không có mất đâu. Cảm ơn con nhiều nha. Bạn tết vui vẻ nha. Vậy bà nhớ nắm tay bạn cái thôi. Nhớ con hoài đó, không quên đó. Dạ con tên Bùi Hồ. Vậy đó hả? Dạ thôi con chào bà ha. Rồi con bye bye bà. Cảm ơn con nhiều lắm nha. Cảm ơn cô bác anh chị đã xem video clip đến thời điểm này, và những nội dung trong video clip ta chỉ muốn cho bà tư vui hơn thôi. Có gì thì mong cô bác anh chị có thể thông cảm, và chân thành cảm ơn một chị giấu tên ở Mỹ cũng như là chú Ken Vinh Trần đã hỗ trợ cho hoàn cảnh của bà Tư. Con chào bà. Cảm ơn. Cảm ơn con nhiều lắm nha con.